Chào các bạn, lại là mình Flick đây. Nối tiếp các diễn biến từ phần trước, Celestia còn tiết lộ cho Lux biết chính người ông của Lux đã dạy dỗ để cô có được sức mạnh ngày hôm nay. Vì thế lý do cô muốn khiêu chiến với Lux là để bảo vệ cậu tránh xa khỏi thứ nguy hiểm như Ragnarok. Bước vào trận đấu, Celestia triệu hồi ra bộ thần giáp Lindworm của cô, còn Lux lại dùng bộ Wyvern chứ không phải là Bahamut. Có một số thành viên trong kỵ sĩ đoàn vẫn chưa biết về Bahamut, vì thế Lux muốn giấu việc này càng lâu càng tốt. Sử dụng bộ Wyvern, việc Lux bị áp chế là điều dễ hiểu. Lux cố gắng chống đỡ để tìm cơ hội phản kích bất ngờ. Tuy nhiên khi cậu lao lên và chém về phía Celestia, cô đã sử dụng cánh cổng thần thánh để dịch chuyển tức thời ra chỗ khác. Đây cũng chính là thần kỹ của bộ Lindworm. Đột nhiên lúc này, một âm thanh đáng sợ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Từ dưới lòng đất của đấu trường, những chiếc vòi bạch tuộc khổng lồ đâm xuyên lên phía trên, sau đó đập về phía Celestia. Con quái vật này chính là con Ragnarok mà hoàng tộc và tứ đại tộc đã thảo luận trước đó. Dù sao, Celestia cũng là người mạnh nhất của học viện, vì vậy cô quyết định sẽ một mình chiến đấu với con Ragnarok đó. Celestia tiếp tục sử dụng thần kỹ để tiếp cận con Ragnarok một cách nhanh chóng. Sau đó tặng một đòn vào mồm khiến con Ragnarok gục ngã. Tuy nhiên, việc liên tục sử dụng thần kỹ đã khiến Celestia hao hết sức mạnh. Lúc này, con bánh bèo cháy nắng Sunnyza xuất hiện nhưng không còn dáng vẻ tôn kính Celestia như trước. Lại là âm thanh của tiếng sáo hình chiếc sừng vang lên, con Ragnarok lại một lần nữa hồi sinh trong sự ngỡ ngàng của hai người. Nhìn về phía người thổi sáo, Lux cảm thấy tên bịt mặt bí ẩn rất giống anh trai của cậu, Fujin Arcadia. Sunnyza bỗng lao lên định giết Celestia, may mà Lux kịp phản ứng. Sunnyza nói với Lux, chính Celestia là người đã hại chết ông ngoại cậu, tuy nhiên Lux vẫn cứu Celestia thoát khỏi đó. Sau khi đến một nơi an toàn, Celestia quyết định nói hết với Lux. Như đã biết thì ông ngoại của Lux đã dạy dỗ Celestia từ nhỏ. Cho đến một ngày, Celestia kể cho ông ngoại Lux về những việc làm sai trái của cựu đế quốc mà cô vô tình nghe thấy được. Điều này dẫn đến việc ông ngoại Lux đã chỉ trích hoàng tộc của cựu đế quốc, sau đó ông đã bị bỏ tù và chết ở trong đó. Mặc dù ông ngoại của Lux luôn nói là Celestia đã làm đúng, nhưng cô vẫn cho rằng chính cô đã hại chết người thầy của mình. Lux nói Celestia không có lỗi trong chuyện này và cũng thú nhận việc giả gái với cô. Sau khi nhìn thấy Lux rút thanh kiếm màu đen và triệu hồi bộ Bahamut, Celestia mới biết cậu là hắc anh hùng. Lux nói cậu thay mặt ông ngoại mình, rất cảm kích trước những việc mà Celestia đã làm và nhất định sẽ bảo vệ cô. Lux lao về phía con Ragnarok, trên đường bay tiện thể chém bay một cánh tay bộ long chiến y của Sunnyza. Con Ragnarok này có khả năng tái sinh rất nhanh, vì vậy bắt buộc Lux phải sử dụng bí kỹ do mình sáng tạo ra tên là N-Action. Theo lời Airi, vào thời khắc một hoạt động của bộ long chiến y kết thúc, nó sẽ tự thi hành mệnh lệnh tiếp theo, tạo nên một đòn tất sát liên hoàn vô tận. Sau khi con Ragnarok bị tiêu diệt, Sunnyza lập tức bay đến bên cạnh nó lấy đi một đồ vật hình tròn. Lúc này, người bí ẩn kia kéo mũ trùm đầu xuống. Thì ra hắn không phải là Fujin. Hắn nói tên hắn là Hayes và rất mong được gặp mặt tên hoàng tử giả mạo là Lux. Hắn còn nói sẽ tái hiện lại ác mộng 5 năm trước đã từng xảy ra trên hòn đảo này. Lux cố gắng nhớ lại về chuyện xảy ra tại chỗ này 5 năm trước, nhưng cậu chỉ nhớ được những đoạn ký ức rời rạc thiếu liên kết. Lúc này, một tiếng động lớn vang lên, cả hòn đảo rung chuyển, từ dưới đáy biển một vật khổng lồ gì đó đang bay lên khỏi mặt nước. Hiệu trưởng học viện bước ra và nói đó là một di tích, cũng là mục đích thật sự của lần tập huấn này. Lisa và Airi đã kết hợp để thêm cho Bahamut một tính năng mới gọi là vượt qua giới hạn. Tuy nhiên, Lisa cũng cảnh báo cậu, đây là một kỹ năng vô cùng nguy hiểm, cậu thậm chí có thể mất mạng nếu dùng đến nó. Mọi người tập hợp để chuẩn bị tiến vào di tích. Lần này, Philoxy ngực bự cũng tham gia chuyến đi. Bình thường những chuyện như thế này, hiệu trưởng sẽ không để em gái mình tham gia, bởi vì sức khỏe của cô rất kém, luôn luôn mệt mỏi và có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong quá trình thăm dò, cả nhóm phát hiện một bé người máy ở bên trong di tích. Khi Crucifer chạm vào, cô bé đột nhiên tỉnh lại và nói Crucifer là người quản trị của mình. Cô bé nói tên mình là Crunchy, là giám sát viên của di tích này. Tuy nhiên, hiện tại cô không thể truy cập vào dữ liệu bộ nhớ của mình cho nên không thể cung cấp thông tin gì cho bọn họ. Crunchy gọi Crucifer là quản trị viên, ngoài ra còn một người có thẩm quyền lớn hơn gọi là người sáng tạo. Philoxy càng ngày càng tỏ ra mệt mỏi, cho nên Lux nói với cô hãy đi cùng cậu. Tiếp tục đi sâu vào trong, cả đoàn phát hiện nơi được dùng để tạo ra lũ Ibis. Lúc này, Hayes đang đứng ở một tế đàn nào đó thổi sáo khiến cho Philoxy không thể chịu được. Một con Ibis địa blo xuất hiện và tấn công bọn họ. Sau khi đánh đuổi được nó, Lux nhận được tin từ một nhóm khác, đã có hai con Ibis đột phá vòng vây ra bên ngoài. Lux đề nghị hiệu trưởng nên dừng cuộc điều tra vì di tích đã rơi vào tình trạng báo động. Kỳ lạ là hiệu trưởng lại nói, cho dù có chuyện gì xảy ra họ cũng phải đi đến tầng cuối cùng, sau đó quay sang nhìn về phía em gái mình. Có lẽ quyết định này của hiệu trưởng có liên quan đến tình trạng của Philoxy. Philoxy bất ngờ triệu hồi long chiến y của mình, sau đó lao ra ngoài di tích, Lux cũng vội vàng đuổi theo. Hai người đụng độ với con Ibis ở trên đảo, Philoxy bị con Ibis đánh văng vào bên trong tòa nhà nằm giữa hòn đảo.
sau khi một kiếm xẻ đôi con Abyss, Lark vội vàng chạy vào tìm kiếm Fiuffi. Khi nhìn vào khối kiến trúc này, một loạt những hình ảnh rùng rợn máu me hiện lên trong đầu Lark. Thì ra đây là nơi cựu đế quốc dùng để sản xuất vũ khí bằng cách thí nghiệm trên cơ thể người. 5 năm trước cậu đã từng đến đây, nhưng cậu nhớ lúc đó không hề có Fiuffi ở trong này. Lark nhìn thấy Fiuffi đang ngồi thu mình trong một căn phòng tối. Bất ngờ Fiuffi tấn công Lark, bóp cổ, rồi nhấc bổng cậu lên. Sau đó lại lăn ra ngất. Lúc này Hayes bước vào, Lark chĩa kiếm vào hắn thì Hayes nói, nếu hắn chết thì Fiuffi cũng sẽ chết theo. Bởi vì trong cơ thể của cô có chứa hạt giống Ragnarok của hắn, người mang hạt giống sẽ dần dần bị ăn mòn cho đến khi hoàn toàn biến thành Abyss. Fiuffi luôn cố gắng chống lại mệnh lệnh từ con Abyss bên trong cơ thể mình, vì thế cô mới luôn mệt mỏi và rất cao. Mệnh lệnh đó chính là tiêu diệt Lux Arcadia. Hayes đưa ra một yêu cầu với Lux, nếu cậu giúp hắn mở ra di tích trên hòn đảo này, hắn sẽ cứu Fiuffi khỏi con Ragnarok. Lúc này Lark đến tìm hiệu trưởng và nói cậu đã nhớ ra vài điều. Hiệu trưởng nói, 5 năm trước, sau khi biết tin Fiuffi bị đưa đến đây để thí nghiệm, chính cậu đã đến để giải cứu nhưng khi đó Fiuffi đã chết rồi. Rồi cô bỗng tỉnh lại một cách kỳ lạ, sau đó một thời gian, hiệu trưởng nhận ra em gái của mình đang dần dần biến thành Abyss. Vì vậy cho nên, lần này cô mới muốn khám phá di tích này bằng mọi giá. Cô hy vọng dựa vào kỹ thuật ở trong di tích, cứu sống cô em gái nhỏ tội nghiệp của mình. Ngày hôm sau, người anh Fujin Arcadia của Lark liên lạc với cậu và nói, nếu muốn cứu Fiuffi, cách duy nhất là phá vỡ chiếc sừng và giết Hayes. Cả nhóm lại tiến vào di tích một lần nữa. Crucifer dễ dàng mở cánh cửa khiến cho hiệu trưởng cũng lờ mờ đoán ra được thân phận của cô. Vừa bước vào bên trong cánh cửa, Crucifer nói cô bé đã kết nối được với bộ nhớ lưu trữ và biết được sứ mạng của mình. Đó là tiêu diệt tất cả, không để bất cứ ai ở đây chạy thoát. Hayes mang theo Fiuffi xuất hiện và ra lệnh cho cô tấn công mọi người. Thần Long Chiến Y của Fiuffi có khả năng vô hiệu hóa tạm thời thần kỹ của Chiến Y khác. Hơn nữa, dường như sức mạnh của Abyss trong người khiến cho cô mạnh lên rất nhiều. Trong tay Iri lúc này là chiếc sừng thu giữ được lúc trước, cô thử thay đổi mệnh lệnh của Hayes đối với Fiuffi và đã thành công khiến Fiuffi khôi phục thần trí. Hayes triệu hồi một con Ragnarok mới có hình dáng giống như một cái cây quái dị. Đặc tính của nó là tái sinh siêu tốc và mỗi lần tái sinh sẽ mạnh hơn trước. Ba người Lisa, Crucifer và Celestia hợp lực cũng không thể hạ gục được nó. Lars nói với Lisa muốn sử dụng tính năng vượt qua giới hạn mà cô mới nâng cấp cho ba Hamut gần đây. Lisa không muốn để Lars sử dụng tính năng nguy hiểm này, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô đành phải gửi mã giải giới tính năng vượt qua giới hạn sang cho Lars. Sau khi bật tính năng này, Lars dễ dàng hạ gục con Ragnarok khó chơi kia. Fujin xuất hiện bên cạnh Hayes và bảo hắn rút lui. Fujin nói Hayes không thể đánh bại ba Hamut ở trạng thái vượt qua giới hạn được. Sau khi trở về, Lars bị thương và Fiuffi cũng khá ổn khi mà bây giờ cô đã có thể chống cự lại tiếng sáo. Dàn harem của Lark hiện giờ cũng đã khá đông đảo, vì vậy, việc đi chơi ngày quốc khánh với ai cũng là một vấn đề nan giải. Hiệu trưởng đề nghị Lark chọn ra 3 người có công lớn nhất trong chuyến thăm dò di tích vừa rồi để chia thời gian hẹn hò với họ. Một ý kiến đỉnh cao thực sự, anh em nên cân nhắc áp dụng khi hẹn hò. Người được chọn để hẹn hò đầu tiên chính là Celestia, người thứ hai là Crucifer và người cuối cùng là Fiuffi. Iri báo với Lark tên Long Kỵ Sĩ mạnh nhất phục vụ cho cựu đế quốc trước đây đã vượt ngục, rất có thể mục tiêu của hắn sẽ là Lark. Dù sao thì cậu cũng chính là người đã tiêu diệt cựu đế quốc. Sau khi sử dụng vượt qua giới hạn lần trước, hiện giờ cơ thể của Lark chỉ có thể chịu đựng được 12 phút khi sử dụng 3 Hamut, còn nếu sử dụng Weaven thì lâu hơn một chút. Trong lúc hai anh em Lark đang nói chuyện, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô ta chính là Yoruka, người vừa vượt ngục mà Iri nhắc tới, nhưng cô đến không phải để giết Lark mà là để đi theo cậu. Cô cho rằng Lark chui vào học viện này chỉ để tán gái, bởi vì với sức mạnh hiện tại cậu dễ dàng có thể lật đổ đế quốc này, khôi phục lại cựu đế quốc. Lars cũng khẳng định chắc chắn với Yoruka là cậu không hề có ý định đó. Yoruka ngay lập tức trở mặt và ra tay với Lars. Cũng may mà có Celestia ra tay ngăn cản, nếu không thì chắc Lars cũng xanh cỏ rồi. Lida, Fiuffi và Crucifer cũng đã có mặt. Yoruka triệu hồi ra thần Long Chiến Y Hắc Dạ Thần của mình để chiến đấu với 4 người. Không hổ là Long Kỵ Sĩ mạnh nhất của cựu đế quốc, Chiến Y Hắc Dạ Thần của Yoruka có khả năng điều khiển được chiến y của đối thủ, khiến cho 4 người tự đánh lẫn nhau, sau đó sử dụng thuật ẩn thân để trốn thoát. Lark cùng với Iri được triệu tập đến hội nghị hoàng gia, ở đó bọn họ ép Lark phải trở thành mồi nhử để dẫn dụ 100 con Abyss đang ẩn nấp trong một ngôi làng đến nơi phục kích của quân đội Tân Quốc. Họ còn nhận được tin, quân phản loạn của cựu đế quốc do Ragrid cầm đầu sẽ tấn công vào kinh đô ngay sau buổi toàn long chiến diễn ra mừng lễ quốc khánh. Tình trạng hiện nay của Lark không thể tham gia một kế hoạch nguy hiểm như vậy, vì thế Iri đã kịch liệt phản đối. Nhưng tứ đại tộc lại lấy tội trạng của hiệu trưởng và kỵ sĩ đoàn trong việc tự ý thăm dò di tích vừa rồi ra để uy hiếp bắt Lark phải tham gia. Không những thế, chúng còn bắt cậu phải tham gia toàn long chiến và bắt buộc phải chiến thắng. Vì dàn harem của mình, Lark đành cắn răng nhận lời. Lark đến tìm Lisa nhờ cô làm cho cậu một bộ Weaven, Made in China có màu sắc và hình dáng tương tự như bộ 3 Hamut. Trong cuộc đấu toàn long chiến,
Sau khi hạ gục đối thủ hoàn thành phần thi của mình, Lắc vội vàng đi ngay đến nơi ẩn nấp của 100 con Ibis. Nhưng một sự cố đã xảy ra với phần thi đấu của Lisa. Trong quá trình chiến đấu, bộ long chiến y của cô đột nhiên mất kiểm soát rồi bắn về phía khán giả. Cũng may là không có thương vong và Crucifer sau đó cũng kịp phản ứng đóng băng bộ long chiến y của Lisa. Cô bị giam vào ngục chờ điều tra vì đã tấn công vào thần dân của mình. Lars thành công dẫn dụ 100 con Ibis đến nơi phục kích của quân đội Tân Quốc. Đúng như kế hoạch, 100 con Ibis bị bắn cho nát bét. Theo kế hoạch, sau buổi toàn long chiến ngày mai, quân đội của cựu đế quốc mới đến đây. Thế nhưng lúc này chúng đột nhiên xuất hiện khiến cho quân đội Tân Đế quốc trở tay không kịp. Lars lại một lần nữa đối đầu với tên đội trưởng Ragris. Ragris hào hứng nói cho Lars biết về một thảm họa còn kinh khủng hơn cả Ragnarok đang tiến về phía kinh thành. Mặt đất rung chuyển, từ xa, Lars nhìn thấy một con quái vật siêu khổng lồ đang chậm chậm từng bước tiến sát đến kinh đô của Tân Đế quốc. Tên Ragris gọi nó là cự nhân chiến binh, di tích thứ 5. Lars rút thanh kiếm 3 Hamuchina ra để triệu hồi bộ giáp pha ke đã được Lisa chuẩn bị từ trước. Tên Ragrid bằng một cách thần kỳ nào đó cũng biết được thời gian hạn chế mà Lars có thể sử dụng 3 Hamut. Sau một hồi giao chiến, tên Ragrid đã chém bay được cánh tay của bộ giáp ngụy trang. Lúc này hắn mới phát hiện bộ giáp này không phải 3 Hamut. Lars lúc này mới lôi bộ 3 Hamut hàng hiệu ra dùng. Thực sự thì mình cũng không hiểu bộ giáp pha ke có tác dụng con cu gì nữa. Lôi ra cho thằng đội trưởng Ragrid chém một cái để câu thời gian hồi chiêu của hắn chăng. Đổi xong chiến y xịn sò, Lars nhanh chóng giải quyết hết đám rủi bọ xung quanh, rồi phi đến chỗ con cự nhân chiến binh. Con cự nhân nhìn khá rừng rú nhưng lại được trang bị vũ khí rất tối tân. Ở bên trong nó là Hayes và cô bé Grunsi đang điều khiển. Sanisa tiến vào phòng giam của Lisa muốn lột quần áo của cô để xem dấu ấn cựu đế quốc trên bụng cô. Tất nhiên đây là lúc mà Lark nên xuất hiện, nếu không khán giả lại được một phen đỏ mặt. Ở bên ngoài, tất cả những người mạnh nhất của Tân Quốc như Crucifer, Philuffy, Celestia đang cố gắng cầm chân con cự nhân. Lisa đến và sử dụng thần kỹ trọng lực khiến cho con cự nhân bị lún xuống đất. Tuy nhiên cũng không hiệu quả lắm. Lars và Lisa quyết định thử hợp lực của hai bộ thần giáp để đánh ra một đòn kết hợp. Sau đó, Crucifer và Philuffy cũng tham gia hỗ trợ trói buộc con cự nhân ở dưới đất. Crucifer thông báo cho Hayes rằng cự nhân sẽ không thể di chuyển được trong vòng 10 phút. Lars để Crucifer và Philuffy đi đối phó với đám Abyss và bọn người cựu đế quốc ở trong thành phố. Còn cậu và Lisa sẽ nhắm đến con cự nhân. Bỗng nhiên từ đâu một chiêu kiếm cực mạnh tiến đến chỗ hai người, sau đó chẻ thành phố ra làm đôi. Hay lần đầu tiên triệu hoán ra long chiến y của mình, công nhận là nhìn cũng rất chất lượng. Lisa sẽ một mình đối đầu với Hayes, để Lars có thể tiếp cận bên trong của con cự nhân. Giữa đường, cậu lại bị Iruka cản lại. Iruka vẫn cố gắng thuyết phục Lars về chuyện khôi phục lại cựu đế quốc nhưng Lars vẫn từ chối. Hai người giao chiến vô cùng kịch liệt, chỉ đến khi Lars đọc được khoảng dừng trong cử động của Iruka cậu mới có thể chiến thắng được cô. Lars cũng nói với Iruka, là một hoàng tộc, cậu cũng đã cố gắng thay đổi cựu đế quốc nhưng thất bại. Vì vậy, cậu mới tự tay tiêu diệt cựu đế quốc Arcadia. Iruka cũng rất ngạc nhiên khi có người lựa chọn hủy diệt quốc gia của mình, chứ không phải bảo vệ nó. Nhưng cô cũng hiểu ra, Lars chiến đấu là vì những người dân của cựu đế quốc. Con cự nhân lúc này đã bắt đầu có thể hoạt động. Một đòn hủy diệt cuối cùng đang được đếm ngược để chuẩn bị thổi bay cả thủ đô của đế quốc. Bất ngờ trong phòng điều khiển của cự nhân, Iruka xuất hiện và vô hiệu hóa Crunchy, khiến cho quá trình đếm ngược bị hủy bỏ. Việc đó làm cho Hayes vô cùng tức giận. Hắn nổi điên rồi đánh về phía Lisa, Hayes rất mạnh. Sau cú va chạm, Lisa không thể tiếp tục duy trì trạng thái long kỵ sĩ. Lúc này từ phía sau, Lars tông ra một kiếm cực mạnh đã chuẩn bị từ trước về phía Hayes, khiến hắn nổ tung. Trong buổi diễn thuyết trước dân chúng, nữ hoàng Lisa đã giới thiệu vị kỵ sĩ sẽ phục vụ cho mình sau này, chính là Lars Arcadia. Bài phát biểu của nữ hoàng đã nhận được sự hoan hô của tất cả mọi người. Sau đó, Lars nhìn thấy người anh Fujin của mình cũng xuất hiện trong bữa tiệc chúc mừng. Fujin mỉm cười xã giao sau đó quay người bước đi. Lars bị vây quanh bởi dàn harem của mình, có vẻ như cậu sẽ không bỏ qua bất cứ một em nào. Mùa 1 của bộ anime kết thúc ở đây, mùa 2 lúc nào có thì mình cũng chịu. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tóm tắt phim khác. Nếu thấy hay đừng quên ấn thích và đăng ký kênh để động viên con tim bé nhỏ của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.